Tôi là Tiểu Phương, tôi thích thể thao và hơn 10 năm nay tôi quyết định gắn bó với nghề huấn luyện viên. Bên cạnh đó, tôi còn có đam mê mãnh liệt với chạy bộ. Chạy bộ giúp tôi có một cơ thể dẻo dai, một tinh thần mạnh mẽ để hoàn thành tốt vai trò huấn luyện viên chuyên nghiệp và là một single mom vững vàng. Trên đường đua cũng như trên đường đời, để đi đến thành công không thể tránh khỏi những trở ngại. Riêng với tôi, áp lực đến từ việc làm sao để vừa chu toàn cho hai mẹ con, lại vừa làm tốt công việc. Những lúc mệt mỏi vì luyện tập và tinh thần xuống dốc khiến tôi cảm thấy gần như muốn buông bỏ. Những lúc đó làm tôi nhớ lại khoảnh khắc chính mình trên đường đua, nỗ lực vượt qua các đối thủ, vượt qua chấn thương để về đích. Tôi cảm thấy cơ thể mình như nạp lại năng lượng và trở thành một siêu anh hùng. Sức mạnh đó đã tiếp thêm động lực cho tôi không từ bỏ mục tiêu. Nếu hôm nay tôi không cố gắng hết sức thì tôi không thể chạy xa hơn trong cuộc sống. Tôi muốn con trai mình học được tinh thần không bỏ cuộc từ mẹ. Và tôi biết cơ hội là do chính bản thân mình tạo ra. Now or never. Sau những lần chạy, tôi nhận ra muốn thành công chúng ta luôn cần phải có những kế hoạch rõ ràng và bám sát chúng một cách tuyệt đối. Bước chạy ngắn là nền tảng của cuộc đua dài. Thể lực chỉ là một phần nhỏ, nhưng ý chí cùng với sự rèn luyện hàng ngày mới giúp bạn vượt qua được giới hạn của bản thân. I'm more than you see.